Ok, hôm nay mình sẽ tới cánh thử nha. Đầu tiên cánh, bạn nào ráp cái mô hình mà quạt ít thì cái cánh nó phải giống như thế này ha. Nghĩa là cái mũi tên lên và làm để cho nó giống như hình. Rồi, con trên cùng là con số 4. Còn bên phải là số 2, số 1, số 3. Ha. Bạn thấy nè, số 4 nó quay theo chiều kim đồng hồ. Rồi mình sẽ kiểm tra nó đây, cái lưỡi là nó sẽ quay như thế này, nó là sẽ đúng. Nhớ ráp cái lưỡi cánh vô đây, con số 2 là ngược lại, là phải chọn cái lá cánh có cái lưỡi bên trái này quay qua đây. Số 3 đây, con này số 1 này, là thuận kim đồng hồ. Con 1 và con 4 nó phải giống nhau nè, con 2, con 3 giống nhau. Rồi, nếu mà kiểm tra bước này đúng hết thì bây giờ mình sẽ qua cái test thực tế này như này để mình test coi nó quay đúng không. Này thường nếu mà không đúng đó, thì bạn có thể vô BL Heli mình chỉnh lại ha. Cái này đầu tiên mình chọn này ra ha. Rồi bây giờ mình test thử nè. Rồi ví dụ như mình test con số 2 trước đi, nếu mà đúng lên ra đúng thì nó sẽ quay như thế này. Lên ra đúng sẽ quay như thế này ha. Nè, bắt đầu số 2. Mình kéo số 2 lên ha. À, nhưng mà trước khi kéo vô thì mình phải gắn pin vô. Gắn pin nha. Gắn pin vô. Rồi mình gắn pin rồi. Rồi mình test con số 2 thử ha. Đó. Mình lên ra thì nó quay này. Thứ nhất là đúng số và đúng chiều là ok. Đó. Giờ mình test con số 3. Con này là cái góc này là sẽ là số 1. Mình kéo vào đây. Kéo nhẹ lên. Nó quay này. À, nó quay đúng. À, còn hai con này nó vướng cái gì bên đường không test được ha. À, bạn sẽ test tương tự, nếu đúng như vậy là chính xác.